Mai cả đã quay xong quay. Có flash, có flash. Xin chào các bạn, đã quay trở lại với Kể Kể TV. Ngày hôm nay bọn mình đang có mặt ở Soju Hotel, một trong những khách sạn vô cùng nổi tiếng đối diện với cả Ga Hà Nội. Ga Hà Nội đấy. Ngay bây giờ bọn mình sẽ dẫn các bạn trải nghiệm một vòng khu vực tầng 1 là khu gì? Khu lounge. Lounge là kia, ừ, lounge. Ở đây, đầu tiên chúng ta đã đến một trò chơi rất thú vị. Các bạn đến đây chơi là chính là trò chơi XO. Này, xin mời. Dạ, chơi thử lấy thôi. Các bạn thấy giống các cụ chơi cờ vây chưa? Nghe ra. Đây. Không, không, em view thẳng vào cái đồng XO đấy. Nhìn một cái đi, để đi một vòng nào. Đấy. Không, nói chung là 4 trận hai đầu đúng rồi, còn 5 thì cứ ra 5 mà thắng. Game này là game cứ ra 5 mà thắng chứ. Game này game là cứ ra 5 mà thắng. Sao không đánh game phân 4 kia xong rồi thì xong rồi nhỉ? Không muốn à? Không, nhưng tưởng mình định vào đây là thắng rồi thì... Ừ, thắng mẹ rồi còn gì? Chặn thì sao? Đây là, ý là nó sẽ chặn ở đây này. Thì sao? Nó sẽ thua. Nhưng mà cứ ra mà thắng. Nói chung là cứ ra mà thắng chứ. Nó quốc tế mà. Ở chặn xong không có rồi. Thế á? Thì là nhá, em đánh. Nếu mà đánh ở đây này, xong đánh ở đây là em vẫn chưa thắng. Không. Bởi vì là trong. Thay vị trí của em thấy hội này thiểu năng quá. Thiểu năng quá. Không, nhưng mà chúng ta chơi luật khác em ạ. Luật gì? Luật là 5 chặn 2 đầu thì vẫn được. Tức là ra 5 nhưng mà chặn 2 đầu thì nó vẫn chưa thắng. Hiểu không? Thế bao giờ mới thắng được? Thế là phải 5 không chặn hai đầu. Cảm giác chịu nó được. Hơi khác. Anh nhớ chứ, anh nhớ ngày xưa cứ ra 5 mà thắng. Ừ. Rồi khúc về thế nào? Khúc về thì nhi. Yên tâm, nó mình thoải mái lắm, vì hai tiếng mới đọc xong cơ. Nhưng đây có sao gọi đâu. À, ừ, nói chung là anh bảo ghi tình hình như này chắc phải một hôm đấy 6 giờ ra đây quay. Một hôm nào đấy á? Hay là... Ừ, 6 giờ tối đây là nó sáng, là nó tối om rồi. Thế đi xin phép chị đến hôm khác vậy. Ừ, ừ. Thì hôm đấy mình không còn phòng, mình chỉ cần ra đây chiều đứng chơi thôi. Ôi, mãi mới được mặc đồ ngủ đi uống rượu. Ừ. Cậu đúng. Đấy, hôm nay đi uống rượu nữa. Mình còn ở dưới cũng được. Tại mình không chơi trận trong lâu đúng không? À, chơi trận trong lâu đúng. Clip này dài 4 phút rưỡi rồi mọi người. Bây giờ nhá, luật là bây giờ kiểu của cái luật ca cờ chơi cờ vua được cái máy đập để ấy 10 giây là phải xong. Anh đếm nhá. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4. Rồi, chú Xu thắng không? 1 2 3 cái gì đấy? 4. Đỉnh. Làm sao mà thắng được? Xu đánh lên một phát nữa là thắng mà. 3 4. Ơ. Đúng không? Cái này không nhìn thấy. Em đang đánh bên này. Em không nhìn thấy bên này. Các bạn à, chơi cái này cũng khó một cái. Nếu các bạn đánh sang một bên này, các bạn không nhìn thấy bên này. Rồi, chúng mình chuyển đến một chỗ khác. Đánh rất nhiều chó các bạn nhé.